Bạn hãy ghi nhớ những câu nói hay này, nó sẽ giúp bạn sống tốt hơn đấy. Đừng lập gia đình quá sớm, đừng ổn định quá sớm. Hãy độc thân tới khi nào thực sự sẵn sàng cho một cuộc sống mà mình phải gắn với rất nhiều sự ràng buộc và trách nhiệm. Tự tin không phải là thứ tự dưng có, nhưng chắc chắn là luyện được. Phải tự tin là mình làm được thì làm việc mới thành. Đi đúng nghĩa của đi, đi trải nghiệm, cảm nhận, suy ngẫm, chứ không phải đi theo phong trào, đi ào ào và chỉ để đăng hình thì cũng không khác gì không đi làm mấy. Nếu vẫn sống chật vật với đồng lương mới ra trường hay vẫn phải xin tiền bố mẹ thì đi xe bình thường cũng được, không cần đi SH hay Vespa làm gì, đồng tiền kiếm thực sự không dễ. Cái gì cần dùng và có ích thì hãng mua, cái gì chỉ để khoa trương thì đừng mua. Nếu không cần thiết phải lên đời điện thoại như iPhone mới nhất chỉ vì chụp hình đẹp hơn một chút thì dùng điện thoại bình thường cũng được. Một sự bền bỉ, người thất bại sẽ từ bỏ khi không thấy hứng thú để tiếp tục, kẻ thành công sẽ giả vờ như hứng thú và làm tiếp. Đi một mình thì dễ đi nhanh và cũng dễ dừng lại. Trên chặng đường gian nan phía trước, hãy luôn tìm cho mình những người đồng hành. Sẽ luôn có những người cùng lý tưởng với bạn ở một nơi nào đó, nếu bạn chịu chia sẻ. Thật nực cười khi mọi người mặc định một điều là đúng khi đa số người ta nói như thế. Những gì bạn làm, cứ làm. Những gì đám đông làm, nếu không liên quan, thì đừng bận tâm. Cuộc sống thực sự khó khăn, nhưng đừng vì thế mà chọn những con đường đi quá dễ dàng. Đừng bao giờ từ bỏ, nếu trong trái tim bạn còn thôi thúc đi tiếp. Quản lý thời gian, một ngày có 24 giờ, và ai cũng cần ngủ đủ, còn lại trung bình 16 tiếng. Người thành công sẽ tự biết những gì là quan trọng cần làm và những gì là không quan trọng.